Thì chào chị, hôm nay công ty Echo sẽ hướng dẫn chị in hóa đơn trên bằng điện thoại trên dòng máy ATP A868 bằng ứng dụng Sapo. Đầu tiên anh chị vào truy cập ứng dụng Sapo, sau đó anh chị chọn vào cấu hình, chọn máy in và chọn vào trên mới máy in. Ngoài anh chị chọn khổ giấy in K57 hoặc là K80 và đặt tên máy in. Sau đó anh chị thêm IP của máy in. Và anh chị bấm kết nối. Đây, máy in đã kết nối vào với điện thoại. Rồi anh chị in thử một đơn hàng. Chị tạo đơn mới chẳng hạn. Chị chọn một sản phẩm bất kỳ. Đó anh chị bấm in. Và lập tức máy in sẽ in ra hóa đơn. Rất sắc nét ạ. Chị thao tác thành công.